Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi 8 tựa game. Tựa game đầu tiên đó chính là Squid Game. Hãy cùng mình đi khám phá tựa game này trước tiên nha. Let's go. Gần về đích rồi mà mình vẫn phải đứng lại. Nếu không muốn bị bắn thì trọng trong cái trò chơi này nha. Cái map này thì trên cái bảng này nó sẽ hiện lên một cái tấm hình. Thì đây chúng ta sẽ phải chặn vào cái tấm hình đó để sống sót. Tiếp tục là kinh nghiệm của mình là mình đứng ra giữa đi. Mình gì đây? Mình có chuột túi này. Yeah, tiếp tục nào, kéo co nha. Push. Chúng ta sẽ phải sống sót trong đây 30 giây. Khi thời gian 30 giây kết thúc, nếu chúng ta vẫn còn sống sót thì chúng ta... Ôi, mình đang phải giới thiệu cho các bạn biết về cái trò chơi, về cái map này. Đây, sau khi chọn vũ khí xong thì chúng ta sẽ tìm một nơi ẩn náu. Chúng ta tránh va chạm với đối thủ. Trong vòng 30 giây nếu chúng ta vẫn còn sống sót thì chúng ta sẽ là người chiến thắng. Ôi, cái ông này cũng cứ đuổi theo mình này. Ê, đừng như thế chứ. Ôi, no. Mình bảo rồi mình không thích đánh nhau. Ôi sao các bạn cứ đuổi theo mình vậy. Chọn bóc qua, chọn cái bóc này đây. Ok, cái map này là map khó nhất trong cái trò chơi này các bạn. Đấy, một đường này đi rất nhiều. Chúng ta cứ bình tĩnh mà đi qua đây thôi. Ui, còn 4 giây nữa. 3, 2, 1. Hết giờ. Ui. Đây, cái map này mới khó này, mới 6 bằng này. Nói chung là cái tựa game Squid Game này là tựa game khó nhất trong series Squid Game mình đã từng chơi. Cái map chơi của nó thì đòi hỏi chúng ta phải tập trung hơn một chút. Thì
mới giành chiến thắng được. Các bạn xem này, ta phải di chuyển liên tục, chúng ta bắt buộc phải sống sót trong tầm thời gian là 30 giây. Nếu chúng ta không sống sót, ôi, chúng ta không sống sót được thì coi như chúng ta sẽ thua cuộc nha. Cái map này là khó đấy, mình sẽ cố gắng chơi chiến thắng. Rơi rất nhiều rồi, chật người ở đâu đây các bạn ơi, chật người đâu chính là map. 6 5 4 3 2 1 hết thời gian. Oh my god, rất may qua cầu kính à. Cuối cùng này hình như bên phải này. Đúng rồi. Và cuối cùng chúng ta sẽ kill on, đi xử lý tất cả những đối thủ trong cái map này. Có ý định nhìn thấy chưa mà ném. À anh chàng này trốn hơi kỹ đấy. Anh bạn tóc xanh này thì bị mắc kẹt đã. Giả vờ mắc kẹt mà bị đánh lừa mình à. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo của video này. Cocky cover. Let's go. Green eye. Black light. Green eye. Black light. Green light. Red light. Green light. Red light. Nhấn trả tay liên tục nha, sao cho cái vòng tròn không chạm vào nhau là được. Cái vòng tròn này nó sắp chạm đến lúc mình đã vỡ được ra rồi. Rất dễ dàng. Một quả, tỷ số đã là 1-1, 2-1 nghiêng về phía mình, 3-1 luôn, 4-1 đi xem nào. Yeah, có 4-2 à, 5-2, chắc chắn đối thủ sẽ thua mình rồi, đối thủ sẽ bị bắn. Trái phải phải trái phải phải trái phải trái. Đối thủ chính luôn đi. À, nhân vật chính luôn đi. Ok. Ta sẽ
xử lý tất cả những đối thủ ở trong đây. Chạy làm sao được. Đừng trốn tránh mình làm gì cả. Đây rồi. Một phát. Oh man. Ôi, chiếu lực rồi. Kết thúc đi. Đưa những cái anh bạn này vào cái quan tài. Ủa, cái góc này khá là khó nha. Vào đi bạn ơi. Hai bé. Bé cuối cùng là ai? Bị bắn rồi thì vào đây đi ông ơi. Chân tay cứ khuỳnh khoang khuỳnh khoang nhé. Mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo của video này. Green light. Green light. Red light. Uầy. Green light. To thế nhỉ? Red light. Green light. Red light. Green light. Green light. Red light. Green light.
Mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo. Còn nếu mà mình sẽ phải đi xử lý 20 tên. Trốn này. Trốn này. Tại đâu? Đó hết rồi. Chiêu 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 green light. Red light. Green light. Red light. Green light. Red light. Green light. Red light. Green light. Player success. You can join on the next round. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo của video này nha. Chulu. Game tiếp theo nè. Game này cái trò này như lỗi thì phải. Ui.
Continue. Oh, wow. Một cái nhẫn kim cương. Ôi. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo nào. Tính nhạc nghe rất dẫn đấy nhờ. Ôi, đưa 3 viên vào lỗ. Xịt luôn ngay viên đầu tiên thì đỡ làm sao được. Quay một viên rồi. Chỉ được có một viên. Khó đấy. Thừa lực. Boom. Rồi một viên nhé. Thử nó nốt thế nào. Vẫn hơi lệch của nó. Không được rồi. Đây một viên này. Yeah. Nảy ra. Không hiểu cái quy luật của cái tựa game này nó như thế nào các bạn ạ. Thoải mái lên một tí đi. Ui, sao đây? Lần này mà không được nữa thì mình chịu cái tựa game này. Chẳng hiểu cái quy luật nó ra làm sao đâu. Wow. Mình sẽ chuyển qua tựa game cuối cùng của video này. Chúng ta sẽ bắt đầu chơi tựa game này nha các bạn ơi. Tựa game này thì là một tựa game cũng được. Đây, có những cái map chơi trong đây này. Sẽ chơi cái map này trước nha. Qua phần giới thiệu đi. Ủa đỏ. Cái con mắt này nó đỏ thì chúng ta đừng lên di chuyển nha các bạn. Đợi con mắt xanh này. Chúng ta chạy này. Ui. Trên này có súng bắn gắn vào flycam. Ui đỏ rồi. Victory. Nice. Sang màn này đi. Chạy thẳng về phía trước. À thôi, sang bên trái đi. Xem có hình gì nào. Hình sao. Chưa hiểu cái cách mà
nên là chúng ta sẽ phải ấn vào đây. Đừng để màn hình tối quá là được. Mình nghĩ thời gian không đủ đâu. Không sao, mình cứ cố gắng đi. Vì nhiều lần thi thoảng mình nghĩ không đủ, nhưng mà sau những nỗ lực của mình thì cũng cuối cùng cũng được đền đáp. Coi như mình đang được 50% để hoàn thành. Chúng ta còn 43, 42, 40 giây nữa. Cố lên nào. Giờ ui ô ô men skip lại nào. Thôi mình sẽ giữ, mình chọn này, cho tôi một hình bạn ơi. Tham gia à? Được đấy. Khi màn hình nó tối thui lại là thôi bị bắn đấy. Biết từng tí một xem sao. Victory, chiến thắng rồi. Và video của mình cũng sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay các bạn hãy like và subscribe, comment để lại ý kiến của mình nha. Thank you, goodbye, see you again. Hẹn gặp lại. Bye bye.